À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa toán VietJet. Trong buổi học ngày hôm nay, cô Vân rất là vui khi mà lại được đồng hành với các em để tìm hiểu nội dung tiếp theo trong chương 8, tam giác đồng dạng, hình đồng dạng. Đó là nội dung ở bài học số 3 về đường trung bình của tam giác. Vậy thế nào là đường trung bình của tam giác? Và đường trung bình thì có mối liên hệ gì với các cạnh của tam giác? Thì chúng ta sẽ cùng vào tìm hiểu phần 1 lớn. Định nghĩa đường trung bình của tam giác thông qua hoạt động số 1 có nội dung như sau. Quan sát hình vẽ và cho biết hai đầu mút DE của đoạn thẳng DE có đặc điểm gì? Điểm D cô nhận thấy thuộc vào cạnh AB và là trung điểm của cạnh AB. Điểm E thuộc vào cạnh AC và cũng là trung điểm của cạnh AC. Như vậy, cô trả lời được là đoạn thẳng DE thì có hai đầu mút là trung điểm của hai cạnh AB, AC. Vậy đoạn thẳng DE mà nối hai trung điểm của hai cạnh của tam giác như vậy thì ta nói đoạn thẳng DE là một đường trung bình của tam giác ABC. Từ đó thì ta có định nghĩa về đường trung bình như sau. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác đó. Vậy trên tam giác ABC này, ngoài đường trung bình DE là nối hai trung điểm của cạnh AB và AC thì còn đường trung bình nào khác nữa không? Chúng ta sẽ cùng đi làm cho cô ở bài tập vận dụng. Vẽ tam giác ABC và các đường trung bình của tam giác đó. Vậy cô vẽ như sau. Đầu tiên, cô vẽ đoạn thẳng DE là nối hai trung điểm của cạnh AB và AC. Tiếp tục, cô sẽ đi chọn trung điểm của hai cạnh AB và BC. Vậy cô sẽ đi vẽ điểm F là trung điểm của cạnh BC. Được chưa nhỉ? Sau đó, cô nối điểm D và điểm F. Cô được đường trung bình DF. Tương tự thì nối trung điểm E với trung điểm F thì cô được đường trung bình tiếp theo là đường trung bình EF. Như vậy thì trong tam giác ABC có đường trung bình DE, EF và DF. Ta có nhận xét mỗi tam giác thì có 3 đường trung bình. Vậy những đường trung bình trong tam giác này sẽ có tính chất là gì? Cô và các em cùng tìm hiểu sang mục 2 lớn. Tính chất của đường trung bình trong tam giác. Thông qua hoạt động số 2, cho tam giác ABC có MN là đường trung bình của tam giác. Chứng minh MN song song với BC. B. Tính tỷ số MN phần BC. Như chúng ta đã biết, thì để chứng minh hai đường thẳng song song, thì chúng ta cần chỉ ra là các cái đoạn thẳng tỷ lệ đúng nào dựa vào định lý Thales đảo. Vậy muốn chứng minh MN song song với BC, thì ta cần chỉ ra các cái đoạn thẳng tỷ lệ trên hai cạnh AB và AC của tam giác ABC. Vậy cô sẽ lựa chọn tỷ số nào trên hai cái cạnh này? Cô có M là trung điểm của AB, còn N thì là trung điểm của AC. Bởi vì dựa vào định nghĩa MN là đường trung bình, đúng nào? Nên suy ra được hai trung điểm. Do đó thì chúng ta có tỷ số AM trên AB sẽ bằng 1/2. AN trên AC cũng bằng 1/2. Do đó thì cô có đoạn thẳng tỷ lệ đó là AM phần AB bằng AN phần AC bởi vì cùng bằng 1/2. Và như vậy thì chúng ta đã chứng minh được MN song song với BC. Vậy cô trình bày như sau. Xét tam giác ABC có AM phần AB bằng AN phần AC bằng 1/2. Do đó thì MN song song với BC theo định lý Thales đảo. Chuyển sang đến ý B là tính tỷ số MN phần BC. Thì khi đã có MN song song với BC thì cô thấy
Tỉ số MN phần BC chính là tỉ số của cạnh MN trong tam giác AMN với cạnh BC trong tam giác ABC. Như vậy cô sẽ sử dụng hệ quả của định lý Thales. Xét tam giác ABC có MN song song với BC nên ta có MN phần BC thì sẽ bằng với AM phần AB bằng với AN phần AC và cùng bằng 1 phần 2. Qua hoạt động số 2 này, cô có nhận xét đó là MN là đường trung bình của tam giác thì chứng minh được MN song song với BC và MN phần BC bằng 1 phần 2 hay MN bằng 1 phần 2 của cạnh BC. Và đó cũng chính là tính chất của đường trung bình trong tam giác được phát biểu cụ thể như sau. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ 3 và bằng nửa cạnh ấy. Và cô biểu diễn tóm tắt thông qua giả thiết và kết luận như sau. Tam giác ABC mà có MA bằng với MB, NA bằng với NC, trong đó MN là các cái điểm thuộc hai cạnh AB, AC, thì chúng ta kết luận được đó là MN sẽ song song với BC. MN bằng 1 phần 2 của BC. Vận dụng kiến thức chúng ta sẽ đi làm cho cô bài tập sau đây. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD như hình vẽ. MNP lần lượt là trung điểm của AD, của BC và của AC. Chứng minh MNP thẳng hàng. MN bằng 1 phần 2 của AB cộng với CD. Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta sẽ nhớ tới các cái phương pháp đã được học trước đây. Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta sẽ chứng minh là 2 trong 3 cái đường thẳng nào được tạo bởi 3 cái điểm đó là cùng song song hoặc là cùng vuông góc, đúng nào? Hoặc chúng ta có thể chứng minh là góc MPN thì bằng 180 độ. Vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào đây? Thì trong đề bài này là cho các cái trung điểm của các cái cạnh trong các tam giác. Thì nếu như cho trung điểm của các cạnh thì chúng ta nghĩ đến là đường trung bình, đúng nào? Mà tính chất của đường trung bình thì là có song song, đúng không? Vậy cô sẽ nghĩ đến việc là sử dụng phương pháp chứng minh song song. Vậy cô có như sau. Muốn chứng minh MNP thẳng hàng thì ta sẽ chứng minh là MP và NP sẽ cùng song song với một đường thẳng. Vậy chúng song song với đường thẳng nào đây? Cô thấy này, đầu tiên là MP, các em cùng quan sát. M là trung điểm của AD, P là trung điểm của AC. Vậy MP sẽ là đường trung bình của tam giác ADC thì sẽ có MP song song với DC, đúng nào? Vậy ta chứng minh được MP song song với CD. Và tương tự cũng sẽ chứng minh được NP song song với AB và từ đó cũng song song với CD. Ta trình bày như sau. Xét tam giác ADC thì có MP song song với CD. Có NP song song với AB thì sẽ song song với CD. Như vậy thì hai đường thẳng MP, NP là cùng đi qua điểm P. Mà qua điểm P thì có một và chỉ một đường thẳng song song với CD. Nên nghĩa là ba điểm này sẽ cùng thuộc một đường thẳng, tức là MPN thẳng hàng. Vậy ta có xét tam giác ADC có MA bằng với MD, có PA bằng với PC theo giả thiết. Nên MP là đường trung bình của tam giác ADC. Suy ra MP song song với CD. Tương tự xét tam giác ACB, ta cũng có PN là đường trung bình của tam giác ABC, nên PN sẽ song song với cạnh AB. Mà AB thì lại song song với CD bởi vì đây là hình thang và theo giả thiết để cũng cho. Từ 1 và 2 thì cô nhận thấy là MP và NP cùng song song với CD. Mà MP và NP thì cùng đi qua điểm P, mà theo tiên đề Euclid thì qua điểm P thì có một và chỉ một đường thẳng song song với CD.
Sau đó thì MP và NP sẽ phải trùng nhau, hai đường thẳng này trùng nhau. Và trùng nhau thì nghĩa là 3 điểm MNP là thẳng hàng. Sang đến ý B là yêu cầu chứng minh MN bằng 1/2 AB cộng với CD. Thì cô xuất phát như sau. MN thì cô nhận thấy là nó sẽ bằng cạnh MP cộng với NP. Vậy cô có MN bằng MP cộng với PN. Mà MP thì là đường trung bình của tam giác ADC nên sử dụng tính chất MP bằng 1/2 của cạnh DC. Và NP thì bằng 1/2 của cạnh AB theo tính chất đường trung bình của tam giác. Từ đó cô thay lên trên thì cô được MN sẽ bằng 1/2 CD cộng 1/2 AB và đặt 1/2 ra ngoài, cô được bên trong còn CD cộng AB, hay cô còn viết là AB cộng với CD. Vận dụng các kiến thức vừa tìm hiểu, thứ nhất là nhận biết được đường trung bình của tam giác, đấy là định nghĩa nào, và sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác thì các bạn sẽ đi làm cho cô phần 3 lớn bài tập. Bài tập số 1, cho tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N thuộc cạnh AC thỏa mãn, MN song song với BC. Yêu cầu chứng minh NA bằng với NC, MN thì bằng 1/2 BC. À, đối với bài tập này thì cô thấy rằng là tam giác ABC thì mới chỉ cho một trung điểm nào, và cho cái đường thẳng là qua M, đúng nào, điểm N thuộc cạnh AC thì đường thẳng MN lại song song với BC. Bây giờ yêu cầu chứng minh NA bằng với NC chính là đi chứng minh N là trung điểm của AC và MN bằng 1/2 BC. Vậy ta có phân tích như sau. Xét tam giác ABC mà có MN song song với BC thì ta sẽ có NA trên NC sẽ bằng với MA trên MB, bởi vì theo định lý Thales, đúng nhỉ? Mà MA trên MB thì chúng ta nhận thấy M là trung điểm của AB nên MA với MB là bằng nhau. Suy ra là NA trên NC sẽ bằng 1. Bằng 1 thì nghĩa là tử và mẫu phải bằng nhau. Vậy nghĩa là NA phải bằng với NC. Như vậy chúng ta chứng minh được NA bằng NC. Tiếp theo là chứng minh MN bằng 1/2 BC. Thì MN song song với BC, đúng nào? Nên theo hệ quả của định lý Thales thì chúng ta cũng có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, nên MN là đường trung bình của tam giác ABC. MN là đường trung bình thì chúng ta kết luận được MN bằng 1/2 BC. Vậy chúng ta có MN bằng 1/2 BC. Nội dung chứng minh của bài toán trên thì được phát biểu dưới dạng hệ quả của định lý đường trung bình trong tam giác như sau. Đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba. Cô có hình vẽ minh họa hệ quả như sau. Đó là cho một tam giác ABC với giả thiết rằng M là trung điểm của AB và MN song song với BC. Khi đó thì chúng ta kết luận được ngay là NA sẽ bằng với NC. Vận dụng hệ quả này, chúng ta sẽ làm sang bài tập số 2. Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, các điểm N, P phân biệt thuộc cạnh AB, sao cho AP bằng PN bằng NB. Gọi Q là giao điểm của AM và CP. Chứng minh MN song song với CP, AQ bằng với QM và CP thì bằng 4 lần PQ. Vậy để trình bày và tìm được lời giải của cách làm của ý A là chứng minh MN song song với
CP thì cô nhận thấy như sau. Trong hình vẽ thì cô thấy M là trung điểm của BC, N là trung điểm của BP. Vậy thì MN sẽ là trung điểm của tam giác BPC. Từ đó thì MN sẽ phải song song với cạnh CP, đúng nhỉ? Vậy để chứng minh hai đường thẳng song song thì ở đây ta sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác. Và theo bài ra thì ta chỉ được là MN là đường trung bình của tam giác BPC. Do đó chúng ta trình bày như sau. Xét tam giác PBC thì có NB bằng NP theo giả thiết. Có MB bằng MC bởi vì AM là đường trung tuyến. Suy ra được MN là đường trung bình của tam giác BPC. Và từ đó theo tính chất thì ta có MN song song với CP. Vậy ta có điều phải chứng minh. Chuyển sang đến ý B là chứng minh AQ bằng với QM. Cô phân tích như sau. AQ mà bằng với QM thì suy ra là, cô giả sử là có AQ bằng QM đi, thì chắc chắn chúng ta sẽ suy ra được là PQ sẽ phải song song với MN. Thế mà đề bài thì chưa cho PQ song song với MN. Nhưng từ PQ song song với MN thì cô lại suy luận được là CP cũng sẽ phải song song với MN. Mà CP song song với MN thì mình đã chứng minh ở ý A. Do đó cô trình bày ngược từ dưới đi lên như sau. Lời giải vì MN song song với CP chứng minh trên nên MN sẽ song song với PQ. MN song song với PQ mà lại có M là trung điểm của AN. Cô xin lỗi, lại có P là trung điểm của AN. Thế thì PQ lại song song với MN. Vậy thì suy ra Q chính là trung điểm của AM. Hệ quả chúng ta vừa chứng minh ở bài tập 1. Tam giác ANM có P là trung điểm của AN, PQ song song với NM thì Q sẽ là trung điểm của cạnh AM mà. Suy ra QA bằng QM. Chuyển sang đến ý C. CP bằng 4 lần PQ. Vậy cô phân tích như sau. Để chứng minh CP bằng 4 lần PQ thì cô xuất phát từ một trong hai cạnh CP hoặc PQ có mối liên hệ với cạnh khác. Cụ thể cô thấy CP bằng 2 lần MN theo tính chất đường trung bình. Cô xuất phát từ cạnh CP. Được chưa nhỉ? Do đó thì CP vừa bằng với 4 lần PQ, vừa bằng với 2 lần MN. Vậy suy ra là 4 lần PQ sẽ phải bằng với 2 lần MN. 4 lần PQ mà bằng với 2 lần MN thì chúng ta nhận thấy nghĩa là 2 lần PQ thì sẽ bằng MN. Hay là PQ bằng 1 phần 2 MN. Và từ đó thì rõ ràng là suy ra PQ là đường trung bình của tam giác AMN. Suy ra PQ mà là đường trung bình thì nghĩa là P là trung điểm của AN theo giả thiết. Q là trung điểm của AM theo chứng minh trên. Và tất cả ở đây các điều suy luận chúng ta đều đã có ở trong giả thiết và đều đã chứng minh được ở trên. Nên chúng ta sẽ trình bày như sau. Xét tam giác AMN có P là trung điểm của AN, Q là trung điểm của AM theo chứng minh trên. Suy ra PQ là đường trung bình của tam giác AMN. Do đó theo tính chất thì chúng ta sẽ có PQ bằng 1 phần 2 MN. Suy ra MN bằng 2 lần PQ. Do đó thì chúng ta có gấp đôi hai vế này lên thì được 2 lần MN bằng 4 lần PQ. Lại có MN thì là đường trung bình của tam giác BPC. Suy ra 2 lần MN cũng sẽ bằng với cạnh CP. Từ 1 và 2, đúng nào? Chúng ta thấy 2 lần MN thì bằng 4 lần PQ. 2 lần MN cũng bằng
CP. Do đó thì CP bằng 4 lần PQ. Vậy ta có điều phải chứng minh. Chuyển sang đến bài tập số 3. Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q. Lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. A nhỏ chứng minh tứ giác M, N, P, Q là hình bình hành. Chúng ta nhớ tới dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song, các cạnh đối bằng nhau, hai cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Chúng ta có dấu hiệu nhận biết theo cạnh, theo góc và theo đường chéo. Thế tuy nhiên với dữ kiện là tứ giác này cho các trung điểm, nên chúng ta sẽ nghĩ đến việc chứng minh dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo cạnh. Cụ thể là sẽ có thể chứng minh theo cạnh song song, hoặc là cạnh bằng nhau, hoặc là cạnh song song và bằng nhau. Vậy phân tích thì cô nhận thấy như sau. MNPQ mà là hình bình hành thì cô sẽ suy ra được là MN phải song song với PQ và MN cũng phải bằng với PQ. MN song song với PQ thì đề chưa cho, nên cô tiếp tục suy luận. Một trong hai cạnh MN hoặc là PQ, cô sẽ suy luận nó song song với một cạnh khác mà mình có thể giải thích được. Cụ thể cô thấy MN là đường trung bình của tam giác ABC, nên suy ra MN song song với AC. PQ là đường trung bình của tam giác ADC, nên suy ra PQ sẽ song song với AC. Và tương tự như vậy, có MN bằng 1/2 AC, PQ bằng 1/2 AC. Ở đây giải thích là do MN là đường trung bình của tam giác ABC, PQ là đường trung bình của tam giác ADC. Như vậy tất cả những phần suy luận thì mình đã đều giải thích được. Từ đó thì chúng ta trình bày được lời giải như sau. Xét tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC. Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC và do đó MN song song với AC. Và MN cũng bằng 1/2 AC. Tương tự, xét tam giác ADC có Q là trung điểm của AD, P là trung điểm của DC. Suy ra PQ là đường trung bình của tam giác ADC. Do đó thì PQ sẽ song song với AC và PQ cũng bằng 1/2 AC. Ký hiệu, phần chứng minh thứ nhất, MN song song với AC, MN bằng 1/2 AC là 1. Phần PQ song song với AC và bằng 1/2 AC là 2. Từ 1 và 2 suy ra MN và PQ song song với nhau bởi vì cùng song song với AC. MN và PQ bằng nhau bởi vì cùng bằng 1/2 AC. Khi đó thì chúng ta thấy tứ giác MNPQ có MN vừa song song với PQ, lại MN vừa bằng với PQ nữa. Nên tứ giác MNPQ là hình bình hành. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Sang đến ý B, cho thêm điều kiện là AC bằng với BD. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi. Chúng ta cùng nhớ lại các cái dấu hiệu nhận biết hình thoi. Hình thoi thì chúng ta nhận thấy này, là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau, là hình bình hành có hai đường chéo là tia phân giác của mỗi góc, đúng nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào cái dấu hiệu nào để chứng minh tứ giác này là hình thoi? Thì tứ giác MNPQ đã là sẵn là hình bình hành rồi. Thế là chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu liên quan đến hình bình hành. Bây giờ hình bình hành này sẽ chỉ cần thêm một điều kiện nữa thôi. Vậy thì với AC bằng với BD thì chúng ta sẽ có mối liên hệ so sánh về các cái cạnh nào. Thì cô nhận thấy là MN
thì được so sánh với cạnh AC. BD thì có mối liên hệ với QM, đúng nào? MN và QM là hai cạnh kề. Vậy thì cô nghĩ đến việc là chứng minh theo dấu hiệu hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Vậy tại sao thì chúng lại bằng nhau? Chúng ta cùng theo dõi và phân tích như sau. Xét tam giác ABD thì có MQ lần lượt là trung điểm của AB và AD. Nên MQ chính là đường trung bình của tam giác ABD. Suy ra thì MQ sẽ song song với BD. Và MQ cũng đồng thời bằng 1/2 BD. Mà chúng ta lại có MN bằng 1/2 AC. Mà AC lại tiếp tục bằng BD. Từ hai yếu tố này chúng ta nhận thấy suy ra là MQ và MN là bằng nhau. Vậy hình bình hành MNPQ mà có MN bằng với MQ thì tứ giác MNPQ là hình thoi. Sang đến ý C, cho biết AC vuông góc với BD, chứng minh tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật. Hình chữ nhật là tứ giác có 3 góc vuông. Hình chữ nhật thì là hình bình hành có 1 góc vuông. Hình chữ nhật thì là hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau. Được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng xem là sử dụng dấu hiệu nào để chứng minh tứ giác này là hình chữ nhật. Chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu có liên quan đến hình bình hành. Bởi vì tứ giác MNPQ đã là hình bình hành rồi. Vậy sử dụng thêm cái điều kiện nào? Thì với AC mà vuông góc với BD thì cô có như sau. MN song song với AC. Thế MQ thì lại song song với BD ở câu B. Mà AC thì lại vuông góc với BD. Nên chắc chắn là MN cũng phải vuông góc với MQ. Mà MN vuông góc với MQ thì nghĩa là góc NMQ sẽ phải bằng 90 độ. Từ hình bình hành mà có một góc vuông thì sẽ là hình chữ nhật. Được chưa nhỉ? Chuyển sang đến bài tập số 4. Cho tam giác ABC nhọn có H là trực tâm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BH, HC và CA. Chứng minh M, N, P, Q là hình chữ nhật. Vậy chúng ta xem là sẽ sử dụng theo dấu hiệu nào. Thì xét tam giác ABH chúng ta nhận thấy có M là trung điểm của AB. Có N là trung điểm của BH. Nên ta có MN là đường trung bình của tam giác ABH. Từ đó chúng ta chỉ ra được MN sẽ song song với AH. Tương tự như vậy, chúng ta xét tam giác AHC có Q là trung điểm của AC, P là trung điểm của HC theo giả thiết. Thế thì suy ra PQ cũng là đường trung bình của tam giác AHC. Nên chúng ta cũng có PQ song song với AH. Thế thì ký hiệu ở đây là 2. Thì từ 1 và 2 chúng ta thấy MN và PQ thì đều song song với cạnh AH. Nên suy ra MN song song với PQ. Tương tự chúng ta sẽ có M là trung điểm của AB, Q là trung điểm của AC, nên MQ là đường trung bình của tam giác ABC. Do đó thì MQ sẽ song song với BC. N là trung điểm của BH, P là trung điểm của HC, nên xét tam giác BHC thì chúng ta cũng có NP là đường trung bình. Suy ra NP cũng song song với BC. Từ đó chúng ta chỉ ra được là MQ và NP là cùng song song với nhau. Bởi vì cùng song song với BC. Do đó thì chúng ta có tứ giác MNPQ đã chứng minh được MN song song với PQ, MQ song song với NP. Nên
Tứ giác MNPQ là hình bình hành dựa theo dấu hiệu các cạnh đối song song. Nhưng đề yêu cầu là chứng minh là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta sẽ nhớ đến các cái dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật thông qua hình bình hành. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Vậy đây cô chỉ ra một góc. Góc NMQ chẳng hạn, đúng nào? Hoặc là bất cứ một trong bốn góc này. Thế thì cô có MN thì song song với AH, mà AH thì lại vuông góc với BC, bởi vì H là trực tâm của tam giác ABC. Thế thì suy ra là MN cũng sẽ phải vuông góc với BC. Như vậy chúng ta giải thích được MN vuông góc với BC rồi. Thì chúng ta cần phải giải thích được MN song song với NP cơ. Hoặc là NM, cô xin lỗi, thì chúng ta phải giải thích được NM vuông góc với NP cơ. Hoặc là MN vuông góc với MQ cơ. Vậy chúng ta có NP thì lại song song với BC. Thế nên là MN mà vuông góc với BC thì nghĩa là MN cũng phải vuông góc với NP. Hay góc MNP bằng 90 độ. Em sửa cho cô cái ký hiệu góc này nhé. Hình bình hành MNPQ mà có một góc MNP bằng 90 độ thì hình này là hình chữ nhật. Vậy chúng ta kết luận được là tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. Vậy thì trên đây cô đã hướng dẫn cho các bạn nội dung kiến thức của đường trung bình của tam giác. Các bạn nhớ cho cô là việc vận dụng tính chất của đường trung bình trong tam giác đã giúp cho chúng ta chứng minh các cái đoạn thẳng song song, đúng nào? Và có mối liên hệ giữa các cái đoạn thẳng, đó là đường trung bình thì bằng 1/2 cái độ dài của cái cạnh mà cái đường trung bình đó song song. Và lưu ý thêm cho cô ở phần hệ quả trong phần thông qua bài tập chứng minh 1 nhé. Nếu một đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh này, song song với một cạnh còn lại, thì chúng ta chứng minh được cái đường thẳng đó sẽ đi qua trung điểm của một cạnh còn lại, đấy chứ nhỉ? Vậy bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.